Nhiều lắm đó. Con biết rồi, má đỡ xíu con rửa tay cái chân vô liền nè. Vô đây biểu. Làm gì mà đi tắm nè. Con mới đi ngoài ruộng vô đó. Rồi con má, nãy con đang tắm á. Con nghe má nói cái gì sao long đó. Má yên tâm đi. Cái giường bưởi nhà mình là không có con sao long nào hết trơn á. Biết sao không? Cái ông út mà bên hàng xóm á, ông xài cái thuốc bích xanh của An Nông đó. Xịt vô một cái là sâu chết hết trơn á trời ạ. Hèn chi hổng rài, má nhìn má thấy mấy cái đọt non nó không có đứt ngang nữa. Giỏi à nghe. Bộ con cũng xịt cái thuốc đó đó hả? Có xịt đó. Mà má biết sao không? Biết sao mà bông bưởi nó bị gãy không? Sao? Tại vì con á, con đi lấy trùng á, con làm mồi câu. Thì các con giật mạnh quá, cái đứng lên cái đội với bông bưởi nó gãy bông bưởi. Má biết sao không má? Còn người ta nói á, bông bưởi á, mà nấu nước thiệt là sôi á, nó thơm lắm. Không mấy bữa nào má lấy bông bưởi á, má nấu thiệt là soi á, cái mắt cạo đầu con đi. Trời đó, cái gì mà nấu bông bưởi gọi đầu cho tóc dài mà cạo đầu mày lên là sao? Em lộn. Giao cái giường bưởi cho nó có ngày hư hết. Con trai gì mà gọi bông bưởi. Điều hạnh à. Con gái người ta gọi bông bưởi, con trai gọi bông bưởi, ghét lớn còn cộng tóc nữa biết không? Má con nhận á, bông bưởi gọi đầu thơm này con á. Thơm thoang thoảng mà thấm thía dễ sợ luôn á. Má, tóc con bữa nay còn thơm. Ngày mai đi, ngày mai hay ngày mốt gì á, cái má nấu nước mới, cái má gọi đầu cho con nha má. Ta nè, con gái á, phải gọi bông bưởi nó tóc mau dài nè, nó thơm nè, nha. Hồi xưa má nhớ ở đó bà ngoại cũng gọi đầu cũng như vậy đó. Con nhận cô má sướng thiệt á. Má gọi đầu cho con hoài nha má. Con làm cho nhà đây có hai mẹ con. Con là cũng như thừa sao? Thôi ganh tị chứ... gì với chị không biết nữa. Mà chỉ nói vậy thôi. Rồi đây nè, năm bữa nửa tháng cái chị đi lấy chồng đó, rồi chị bỏ tôi ở con mình lên nhà. Thôi má ơi, con không lấy chồng đâu, con ở vậy với má. Rồi để cho má nấu bông bưởi gội đầu cho con. Làm gì trời? Không? Trời ơi. Má yên tâm. Mày tào lao nha cái chọc chị. Má yên tâm đi, con không với má. Con không lấy chồng hết trơn á. Con ở vậy với má suốt đời luôn. Nha má nha. Má gội đầu cho con là được rồi, con sống với má là được rồi. Hai. Em nói hai nghe nè. Hai nói hai giữ lời nha. Mà hai nói y chang những gì mà em suy nghĩ luôn, thấy chưa? Cái mai mốt này hai nói gì, cái mai mốt mà ai hỏi em á, mà chị hai á, em có gia đình chưa? Cái em nói là chị hai em không chịu có gia đình đâu, chị hai em chịu ế vậy đó. Cái lỡ đâu mà nó hên nó chút nghiệt, cái hai ế luôn. Tao vậy có đó. Sợ đâu mày, tao nói là tao uy tín. Tao nói là tao ở vậy một mình tao không có chồng đâu. Ở với má là được rồi, có má là được rồi. Qua đây má chạy đầu. Dạ. Thằng Tài á, đi ra ngoài vườn á, hái bông bí. Không biết là sáng giờ hái rồi. Con hái rau rồi nha. Dạ. Vậy con chạy ù ra chợ mua chao. Hôm nay ngày vía nè, mình ăn chay nghe không? Đã hay chưa? Má, ăn chay, bữa nay ăn chay mà hồi sáng hồi nãy á, nó con bứt rau thôi được rồi, nó nhảy xuống ao nó bắt nuôi con cá bự chán gì nè. Rồi, có đi phóng sanh chưa? Con đi, con bỏ phóng sanh rồi. Chưa dạ. Nói mà không chịu hay. Con bắt không? Con bắt cho chị hai đi phóng sanh. Bởi vậy á má, ngộ ghê luôn, chị hai lớn tầm ngọng vậy rồi má còn nấu nước gội đầu rồi chạy tóc, trong khi đó con còn nhỏ xíu à, con có chút tẹo gì nè mà má bắt con phải đi hái rau rồi đi mua chao lưng mới trơn. Thôi ông ơi, ông con trai bẩm xí xọn quá hà. Bây giờ muốn sao bây giờ đi lẹ đi, nói hoài mệt quá. Đi đi trời ơi, cái thằng này
Tao mà rụng cọn tóc rồi tao cạo đầu mày luôn cho mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.